Kính chào bà con, hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con cái dụng cụ, đó là cái ghim. Cái dụng cụ này không thể thiếu khi chúng ta dùng để đan lưới, đan chài và vá lồng bắt quái. Rất là hữu ích cho bà con. Nhiều khi muốn tìm được những cái ghim này để vá lưới, vá chài cũng không có. Chúng ta phải tự chế bằng tre. Thì A Đầu giới thiệu cho bà con cái dòng ghim nhãn hiệu Concat. Đây là hàng công ty, độ bền, độ cứng rất là cao. Bà con cứ tìm cái nhãn hiệu Concat này để sử dụng. Tại vì độ bền và độ cứng của nó rất là cao. Thì là cái hàng này có 3 cái số mà phổ thông nhất, đó là số 5, số 6 và số 7. Thì trong đó số 5, số 6 để dùng để đan và vá chài, vá lưới bà con nha. Còn số 7 thì dùng để vá bát quái. Tại vì cái kích thước kích thước của nó rất là nhỏ để phù hợp cho những cái lỗ lưới của nó là 9 ly, 3 ly, 1/2 vân vân. Thì bà con có nhu cầu đặt hàng này thì liên hệ với A Đầu. A Đầu cung cấp cho bà con số lượng không giới hạn bà con nha. Ngoài ra khi mua sản phẩm như bát quái hay là mua chài bên A Đầu tặng cái ghim này cho bà con. Ngoài ra A Đầu còn bắt kèm cho bà con nếu bà con có nhu cầu mua số lượng thêm. A Đầu kính mong bà con đăng ký kênh cho A Đầu và theo dõi rất nhiều video hay nữa, những cái dụng cụ đánh bắt. Xin cảm ơn bà con.